Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Hay bây giờ em đóng cửa lại đi, đóng cửa lại cho nó tắt ảnh ngoài kia luôn. Đó, đúng rồi. Rồi, thì hôm nay nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là em CBR500ER. Bởi vì sao mình quay cái clip này nhanh cho anh em? Tại vì mình sợ là con xe này khách sẽ qua lấy, cho nên mình sẽ không có xe để mình quay review nữa. Thì con này đặt cọc rồi. Thì nhân vật chính của hôm nay đó là em CBR500R mẫu vừa phải, mẫu 2021, mày mẫu 2023, 2021 ABS siêu lướt, siêu mới, siêu đẹp. Rồi, anh em ngắm xe nha anh em. Ok anh em. Thì như này anh em nãy giờ cũng coi rồi đó, thì đây là em 500R. Đây là mẫu cũ và mẫu mới thì cơ bản là nó giống nhau hết thôi. Nó chỉ đổi một chút xíu là con này có hai phanh đĩa đôi. Phanh đĩa đôi, em quay cận phanh đĩa đôi cho anh em xem cho nó dễ. Đó là phanh đĩa đôi hai cái bên phải bên trái. Đó. Và nó có phuộc SIDA. SIDA là mình nói cho vui thôi nha, nó là phuộc upside down. Thì anh em mà coi kênh mình nhiều thì mình sẽ kêu upside down bằng SIDA, phuộc SIDA. Còn cái này là nó màu đen thì phuộc xi măng. Xi măng nha, cái này không có phuộc SIDA nha anh em. Thì upside down anh em hiểu đi, thì phuộc nó sẽ nhúng tốt hơn, nhúng êm hơn, mềm mại hơn, nó trơn tru hơn anh em. Đó, thì mình ví dụ vậy thôi, còn anh em đừng có hiểu bậy bạ. Rồi, thì nó sẽ trơn tru hơn cho anh em. Nhưng cái nhược điểm của phuộc SIDA là nó hay xì dầu á, xì dầu đó. Thì nó êm mà nó tốt mà, thì phải có chút gì đó anh em, chứ anh em muốn nó êm nó tốt nó đẹp, nó vừa êm nó vừa tốt vừa đẹp mà nó không có cái gì thì sao mà SIDA được, gọi là SIDA được. Còn phuộc này thì cái tỷ lệ xì dầu vẫn có, thì đương nhiên mình xài thì nó phải bị thôi, nhưng mà nó ít hơn ha. Đó là phuộc ống lòng, người ta gọi là phuộc ống lòng. Thì với con này thì quá đẹp rồi. Thì bây giờ quan trọng thôi, xe này là xe Sài Gòn, biển số Sài Gòn, thì bên mình rút gốc cho anh em rất là dễ dàng. Và anh em đi ở bất kỳ tỉnh nào là thuế phí chỉ có 1% mà, 1%. Rồi, odo thì con này là 7.000 cây. Xe này mới bởi vì một người bạn để lại cho mình. Một người bạn, nói là bạn thôi nhưng mà anh này chắc cũng gần 50 rồi. Thì bạn làm ăn thôi, anh cũng gần 50 rồi, anh đi xe rất là kỹ luôn anh em. Cực kỳ kỹ, đây hai chìa khóa nè, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mà những đứa em mình nó cũng nói là những chủ xe thì cũng rất là kỹ. Thì cơ bản về máy móc toàn bộ thì hai con giống nhau hết, chỉ thay đổi có chút xíu vậy thôi. Và khi anh em mua xe này mới thì á, một cái thay đổi nữa là người ta vô cái cặp vỏ xịn thôi. Đây cặp vỏ Michelin, xịn êm bám đường hơn. Còn này là vỏ bình thường, vỏ này hình như là của Thái đó. Bi ơi, ra ngồi xe cái này nè. Rồi bây giờ mình sẽ gọi người mẫu ngồi để coi thử 1m62 tới 1m60 thì ngồi xe sẽ như thế nào. Em ngồi lên thử con xe thì hai con chiều cao bằng nhau thôi, thì ngồi thử con này đi. Con này chưa có chống đứng nè, con này mình chống đứng lên quay cho nó đẹp. Đó, cho anh em coi.
cái chiều cao rất là dễ. Và anh em có thể sẵn cái clip này anh em có thể so sánh giữa 650 và 500 cái chiều bự ngang nữa thì nó cũng ngang ngang nhau thôi. Đó, rồi, chạy thoải mái nha anh em. Đó, anh em cứ coi. Máy 6 là chạy thoải mái con này nha, máy 62, 65, máy 7 là chạy bao đẹp luôn. Thoải mái, không có lo ngại về vấn đề chiều cao. Máy 55 thì chạy không được nha anh em. Rồi, ok. Rồi, bây giờ em cho anh em nghe cái tiếng bô này. Ở đây có cây bô rất là hay. Anh này chơi rất là hay anh em. Đây là cái cây bô gọi là bô zin của xe khác. Cái này hình như là của bên Đức 310. Móc không sợ công an nha anh em. Bô zin vẫn còn. Cây bô zin vẫn còn theo xe. Rồi đề lên. Đề xíu rồi bô. Nghe tiếng rất là hay. Không sợ giao thông luôn anh em. Nó vẫn như zin thôi. Nó vẫn như zin mà thông hơi hơn. Anh em nào thích là lấy cái này ngon. Rồi, nghe rồi nha, anh em nghe rồi đúng không? Ok, up. Qua đây cho anh em nghe tiếng zin. Nó không có hơi, không có hơi nhiều. Nó chỉ zin. Nó nhiều zin. Đó, như vậy thôi. Rồi, thì quay ra cho anh em coi sự khác nhau giữa phục upside down, phục ống lòng nè. Qua đây coi. Em đứng cái hướng anh nè. Qua hơi bạch ở đây nè. Qua đứng đây nè. Đó, quay ngược lại. Đó, thấy không? Ở đây là phục ống lòng. Đây anh em thấy phục ống lòng không? Đây. Đó, phục sida thì nó sẽ đẹp hơn chút xíu nha anh em. Đó, đẹp hơn và mắc hơn. Đó. Và con xe này rất là mới luôn. Như xe mới. Như xe mới nha anh em. Đảm bảo anh em. Như xe mới. Em cứ quay một vòng cho anh em xem. À, con này mình bán 110 triệu cho anh em. Dễ chơi nha. Giá này thì anh em mua Ninja 4 làm gì nữa anh em. 110 triệu 221. Xe rất là đẹp. Máy móc nói chung là mọi thứ đều mới hết. Mình cũng không biết nói sao. Thì đối với cái dòng Honda này á, thì nhiên liệu thì nó ăn cũng ít lắm anh em. Cũng hai mấy cây lít thôi anh em. Gần 30, có thể gần 30 cây lít luôn. Nó rất là êm và tiết kiệm nhiên liệu. Rồi nó bền. Bền bỉ theo thời gian. Phụ tùng dễ thay thế. Đó, thì đó là cái đặc trưng của Honda. Đây là mẫu mới, mẫu cũ, mẫu mới. Thì anh em nào thích cái nào, tại mẫu này bây giờ cũng mắc lắm anh em. Mẫu này bây giờ gần tới 200 triệu rồi, 200 triệu xe mới. Đó, xe lướt thì cũng khoảng 150. 150, 140 tùy xe. Đó, còn bây giờ em xe này chỉ có 101 thôi. Nhưng mà có bô luôn nha anh em. Đó, 101 anh em nào thích inbox mình mọi xe, mọi thứ như mới. Em có thể lia cho anh từ vô đây vô cái đầu nè, đó, vô cái bánh nè, vô cái vỏ nè. Mọi thứ như mới luôn anh em. Đó, cổ bô nè. Mới tin luôn anh em. Nói chung là như xe mới mình cũng chả biết nó nói cái gì. Bây giờ mình chỉ nói về cái cách sử dụng thôi. À, thì cái con này là Sport City. Sport City thì anh em đi trong phố hoặc là anh em chở người yêu thì nó cũng rất là thoải mái. Hơn những con thùng xe bọt. Thùng xe bọt là sao? Thùng xe bọt là giống như con này nè. Anh em lên là nó chồm luôn. Nó chồm xuống cái luôn. Chạy rất là khó khăn. Còn những em này anh em mới tập chơi rất ok. Bền bỉ, tiết kiệm, bảo dưỡng nhẹ. Xe này anh em không đi, anh em để trong kho một thời gian nó cũng không bị vấn đề gì. Nó không bị điện đớm, nói chung là nó bền lắm anh em. Nó Honda này rất là bền. Con xe này hồi đó mới ra cũng 200 triệu chứ không ít đâu nha. Con này lúc mới ra 200 triệu, năm 2020, 2021 là 200 triệu một chiếc. Trong ít lúc bị số thành phố thì thuế nó sẽ mắc hơn. Đó. Giờ cũng không biết nói gì nữa. Đâu em suy nghĩ cho anh nói cái gì để cho anh em nói thêm coi. Có gì để nói không? Mua, không nói gì. Cameraman nói là mua, không nói gì hết trơn. Bây giờ xe nó quá đẹp luôn. Em có thể quay từng cái chi tiết đẹp nè, từng cái tay nè. Đúng là chủ xe 50 tuổi khác với chủ xe 20 tuổi anh em. Thực sự mình nói chia sẻ một câu rồi đó. Ở tuổi này người ta chơi xe quá đẹp anh em mà. Có nghĩa là người ta chỉ thích một xe đẹp thôi. Y chang Minh. Ai nói Minh là ông cụ non già trước tuổi thì Minh chịu. Cái cảm giác mà mình ngắm mấy con xe đẹp nó đã lắm. Nó cực kỳ đã. Cực kỳ phê. Cũng chả biết diễn tả bằng một cái từ ngữ nào nữa. Nó đã. Còn cái cảm giác phá xe là Minh cực kỳ ghét. Anh em thông cảm cho mình nói một câu, mình cực kỳ ghét những người phá xe. Tại mình là người yêu xe mà mình thấy người ta phá xe mình cực kỳ ghét luôn. Nói chung mình không thích, nói chung mỗi người sở thích mình cũng không ngăn cấm được. Có những người mua xe về người ta với quan niệm là nó phải phục vụ mình, nó phải là nô lệ cho mình, nó phải là đầy tớ, nó phải là cùi bắp cho mình, nó phải là bị mình chà đạp, mình sử dụng. Đó là cái quan niệm của bên đó. Còn đối với một người chơi xe như mình thì mỗi người mỗi quan niệm, mình cũng không ngăn cấm thì mình không thích thôi. Mình không thích điều đó và mình ghét điều đó. Mỗi người mỗi sở thích. Đó. Mình thì thích là đó giống gì nè, chơi giống gì nè.
dựng con xe đẹp, anh em thấy không? Con xe mình dựng nè, đẹp, can, dựng chơi ngắm vậy cũng phê rồi. Đi làm về mệt, thời gian nào mà chạy. Đối với những người như mình nè, khẳng định anh em công việc rất là nhiều luôn, rất là nhiều việc, không có thời gian để chạy, chỉ để ngắm thôi. Ngắm thôi, tuyệt vời luôn á. Quá, quá tuyệt vời. Một con CBR500R. Ừ. Rồi. Thì em nói, anh em nào cứ thích thì cứ liên hệ cho mình. Số điện thoại 0916640653. À, đó là Zalo luôn. Rồi hoặc là anh em liên hệ cái bay Facebook Minh Biker, hoặc là tới địa chỉ trực tiếp của mình là 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Bên mình có nhận giao lưu trao đổi mọi loại xe, mua bán xe, đổi xe, úp xe, đủ thứ luôn anh em. Đó, nhiều dòng xe, rồi sửa chữa bảo trì cho anh em là có, đều có đầy đủ luôn. Ừ, quá đẹp. Bóng ơi là bóng luôn. Thậm chí á, theo em đang có đánh giá không? Mình thấy con này nó còn mới hơn cái con 223 luôn á. Con này 223, con này khách cọc rồi nha anh em đừng hỏi nó. Thậm chí nó còn mới hơn con 223 luôn. Quá tuyệt vời. Tuyệt. Thì xe này có bảo vệ các nước rồi, ốc bên nâng, kính chắn gió cũng đầy đủ, ABS. Rồi, thì anh em nào mua thì cứ liên hệ cho shop của mình nha anh em. Shop của mình luôn phục vụ anh em hết mức có thể. Đó, rồi chúc anh em xem clip có một ngày làm việc thiệt là hiệu quả. Nhiều sức khỏe nha anh em nha. Rồi anh em xem kênh nhớ bấm like và bấm subscribe, hoặc là bấm vô cái chuông để những cái clip mới về thì nó sẽ thông báo lên cho anh em để anh em lựa kịp xe. Chứ nhiều anh em nói không có coi kịp á, là anh em không bấm nút cái chuông á, clip nó ra không thông báo cho anh em là anh em không có lựa kịp xe nha anh em. Đặc biệt những xe đẹp như thế này thì xăng cực kỳ hiếm và cực kỳ khó, chỉ có những mối quan hệ tốt thì người ta mới để lại thôi. Như anh này anh để lại mình giá rất là tốt. Đó, giá rất là tốt, giá rất là dễ chịu. Rồi mình để lại anh em giá cũng dễ chịu luôn, chơi cũng dễ sướng luôn. 101 là có xe, rất là đẹp, tuyệt vời. Biển số thành phố luôn. Anh em ở thành phố mua thì không phải đóng thuế nữa. Không phải đóng thuế 1% nữa, chỉ đóng trước bạ lại lấy cái biển có 200 mấy chục ngàn thôi là xong rồi. Cũng dễ. Rồi, ok anh em, vậy nha. Quá đẹp, tuyệt vời.